Con này quy y Đức Phật A-di-đà Vô lượng thọ, vô lượng quan như lai Nguyện cho hết thảy chúng sanh Nghe được danh hiệu của Ngài Đều có được tính tâm kiên cố Nơi bản nguyện siêu thắng Và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm Con này quy y Pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh Cầu sanh cực lạc Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bữa Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Huệ Trang và Đức Phong Tập 170 Xin xem A-di-đà-kinh sớ sao diễn nghĩa hội bản trang 364 Kim Kỳ độ chúng sanh gian thị âm dĩ Giai tất niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Kim Chúng sanh quài ý Nghe âm thanh ý Rồi thấy đều niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Đoạn Kim Giang này chỉ ra sau khi đại chúng nghe thuyết Pháp Bèn đạt được lợi ích Diễn Sớ sao đảng phát minh Phật Pháp tăng Bất phát minh như hà niệm Kim tự sao trung Ước ngụ giáo thuyết tam bảo Tắc kim niệm Pháp Diệt đương hữu ngụ giáo bất đồng nghĩa là diễn sớ sau chỉ giảng rõ phật pháp tăng nhưng chẳng dạy rõ nên niệm như thế nào nay trong phần sau đã dựa trên ngũ giáo để nói về tam bảo vậy thì đối với cách niệm tam bảo cũng nên có sự phân định cách niệm khác nhau theo ngũ giáo đối với đoạn này Bộ sớ sau của Liên Trì Đại Sư giảng khá giảng lược Nên sách diễn nghĩa bổ sung ý nghĩa Ngài Liên Trì soạn sớ sau Chọn lựa phương thức chú sử theo quy củ của Tông Hiền Thủ Tức là theo quy củ của Tông Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm nói ngũ giáo thập quyền Sở dĩ Liên Trì Đại Sư chọn lựa cách giảng giải theo Tông Hoa Nghiêm Là vì có dụng ý rất sâu cũng chính là đối đãi bộ kinh a di đà và pháp môn niệm phật ngang hàng với kinh hoa nghiêm vì lẽ đó chỗ nào ngài cũng dùng kinh hoa nghiêm để giải thích kinh văn của kinh này diễn như tiểu giáo tức thị hữu môn kỳ niệm tam bảo thật hữu năng niệm sở niệm giả diễn như tiểu giáo chính là hữu môn họ niệm tam bảo thật sự có chủ thể niệm và đối tượng được niệm nay chúng ta dùng biện pháp niệm phật là được rồi cổ đức dạy chúng ta thật thà niệm phật chớ nên ham cao chuộng xa ta là người niệm phật tức năng niệm a di đà phật là đức phật được ta niệm tức sở niệm có năng, có sở, một mực niệm như thế. Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, quyết định chẳng có vấn đề gì. Cho nên ham cao, chuộng xa, đâm ra bị hỏng chuyện. Cách niệm này hết sức đáng tin cậy. Chúng ta niệm theo cách này, có phải là sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, phẩm vị rất thấp hay không? Không nhất thiết, nếu quý vị niệm như vậy, thật ra Ta cũng đừng nên chấp trước Lẽ đâu trong mỗi niệm niệm Phật Bèn suy tưởng Ta là năng niệm A-di-đà Phật là sở niệm của ta Quý vị đừng nên nghĩ kiểu ý. Nếu niệm niệm đều mang ý niệm ý, Bèn thuộc về tiểu giáo Nếu chẳng có niệm ý Công phu và cảnh giới niệm Phật của quý vị không ngừng tăng cao Niệm đến mức năng lẫn sở cùng mất cũng chẳng cần tác ý để quên nếu cố ý quên đi thì cũng chẳng quên được vì thế khi công phu đạt tới mức tự nhiên thành tựu hết thảy đều là tự nhiên hết thảy đều là tùy ý chẳng có mảy may nào phải dụng công cách niệm này tốt lắm hết sức đúng pháp đấy là tiểu giáo niệm phật thật sự là có năng niệm và sở niệm diễn thị giáo tức không môn năng niệm sở niệm nhất thiết giai không giả diễn thị giáo chính là không môn năng niệm và sở niệm hết thảy đều là không nói thật ra điều này chẳng thể học nếu học sẽ học chẳng giống phiền phức to lớn đâm ra còn bị thất bại ngay cả đới nghiệp giảng sanh cũng chẳng giảng sanh được Rất đáng tiếc Vì thế vẫn chẳng bằng thật thà thực hiện từ tiểu giáo Thị giáo là khởi đầu của Đại Thừa Trung giáo là Đại Thừa viên mãn Diễn Trung giáo tức diệt hữu diệt vô môn Niệm nhi bất niệm Bất niệm nhi niệm giả Đúng giáo tức phi không phi hữu môn Năng sở song tịch Vô niệm bất niệm Ly niệm đốn hiển giả Viên giáo Tức viên dung vô ngại môn Nhất niệm nhất thiết niệm Nhất thiết niệm nhất niệm Nhất thời đốn niệm Phi ẩn hiện Nhất thiết viên thành Vô thắng liệt giả Nghĩa là Diễn chung giáo chính là môn cũng có cũng không niệm mà chẳng niệm chẳng niệm mà niệm đốn giáo chính là môn chẳng phải có chẳng phải không năng và sở cùng vắng lặng chẳng có niệm và vô niệm lìa niệm mà nhanh chóng hiển lộ viên giáo chính là môn viên dung vô ngại một niệm là hết thảy niệm hết thảy niệm là một niệm niệm cùng một lúc chẳng ẩn chẳng hiện hết thảy thành tựu duyên mãn chẳng có hương kém do điều này có thể biết thật thà niệm mãi một câu phật hiệu trong ấy trở nên phân biệt mà cũng đừng chấp trứ kinh giáo đại thừa thường nói hạnh khởi giải tuyệt câu này rất quan trọng hạnh là gì chúng ta là người niệm phật Niệm một câu A-di-đà Phật là hạnh Khi niệm Phật tức là hạnh khởi Bèn buông xuống hết thảy Thứ gì cũng chẳng nghĩ tới Đạo lý gì cũng chẳng nghĩ tới Lý luận gì cũng chẳng nghĩ tới Phương pháp gì cũng chẳng nghĩ tới Cảnh giới gì cũng chẳng nghĩ tới Thứ gì cũng chẳng nghĩ tới Đó là giải tuyệt Chỉ có một câu A-di-đà Phật Đó là đúng Hoàn toàn chánh xác như vậy thì tuy từ tiểu giáo nhập môn Quý vị thấy trong ngũ giáo Đã tương ứng với viên giáo Niệm niệm là viên tu Viên chứng Chẳng thể nghĩ bàn Nói thật ra Người thiện căn sâu dày Chẳng cần phải hiểu lý luận Đối với một câu Phật hiệu này Liền nghiêm túc niệm mãi Tính tâm của người ị từ đâu sanh khởi Thấy người khác niệm Phật giảng sanh Tính tâm được kiến lập từ chỗ ấy Thấy người đó niệm Phật Biết trước lúc mất Chẳng bệnh tật mà mất Ra đi rất tự tại Rất sung sướng Người ấy liền tin tưởng Khăng khăng một mực Niệm câu Phật hiệu này Tu tập như vậy Bèn tương ứng viên đụng Gần đây nhất Cư sĩ Châu Quảng Đại Giảng sanh ở Hoa Thịnh Đốn Tuy chúng tôi chỉ nghe kể Nhưng ở bên ấy Có mười mấy người Đích thân chứng kiến chẳng phải là một hai kẻ Tin tức truyền đến tôi chắc chắn chẳng giả Một nhóm người ấy chính mắt trông thấy Giống như chúng ta chính mắt trông thấy Châu cư sĩ niệm Phật ba ngày liền cảm Tây Phương Tam Thánh hiện đến Chúng tôi giảng kinh dài chục năm Lý sự chân tướng đều chẳng nói rõ ràng được nhưng người ta nhìn thấy tình huống ấy liền tin tưởng đó là thiện căn sâu dày phật pháp thường nói tam chuyển pháp luân đây là tác chứng chuyển ông ta nêu gương nêu chứng cứ cho chúng ta thấy nếu quý vị tin tưởng làm giống như ông ta thì sẽ thành công ông ta vừa nghe pháp môn này liền tin tưởng chẳng hoài nghi tí nào tin tưởng tây phương xác thực có thể giới cực lạc Tình huống sinh hoạt trong thế giới cực lạc Giống hệt như trong kinh đã nói Quyết định chẳng ngờ vực, Phát nguyện cầu sanh Ban niệm Phật thành công Lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn Dẫu thọ mạng chưa đến Mà muốn ra đi vẫn được Phật dẫn đến tiếp dẫn Chuyện này chẳng thể nghĩ bàn Thật sự có ý niệm cầu nguyện giảng sanh Niệm ấy chân thật sẽ có thể giảng sanh bất cứ lúc nào Chư Phật tán thang pháp môn này Là pháp môn bậc nhất Thật sự là pháp môn phương tiện bậc nhất Bất luận là ai cũng đều có tư cách Trên là từ đẳng giác Bồ Tát Dưới cho đến chúng sanh trong địa ngục Ai này đều có phần Sợ là quý vị nghe xong Bèn hoài nghi Chẳng thể tin sâu Chứa ngại thuộc nơi chính mình chữ pháp môn chẳng có chướng ngại a di đà phật và các vị thượng thiện nhân đến tiếp dẫn quý vị cũng chẳng có chướng ngại do điều này có thể biết chỉ cần trừ khử nghi căn của chúng ta thì lý tức đạo lý biết nhiều cũng được mà chẳng biết cũng không sao chỉ cần tin tưởng có sự thật này là được rồi chúng ta quyết định thành tựu trong một đời này vì lẽ đó trì danh niệm phật vô dị ư thật tướng nghĩa là trì danh niệm phật chẳng khác thật tướng niệm phật cách tu tập thoạt nhìn dường như rất thấp nhưng thành tựu thù thắng khôn sanh trong phần chú giải của đoạn kinh văn này đã nói rõ cảnh giới niệm phật trong ngũ giáo khác nhau chúng ta hiểu là được rồi chớ nên phân biệt rốt cuộc ta niệm phật thuộc giáo nào chẳng cần thiết Chẳng cần chuốt lấy phiền phức Diễn Tắc tri niệm pháp Thâm thiện bất đồng Tùy cơ vô định Nhiên ước nhi ngôn chi Bất xuất sự lý nhị chủng Nghĩa là Diễn Nên biết cách niệm trong ngũ giáo Có cạn hay sâu khác biệt Tùy theo căn cơ không nhất định nhưng nói đại lược thì chẳng ngoài hai loại là sự và lý ước là quy nạp đối với năm loại vừa nói trên đây năm loại được quy nạp thành hai thứ hai thứ sẽ đơn giản diễn sự tức niệm biệt tướng tam bảo niệm phật tắt thường niệm thân cận cầu nhất thiết trí niệm pháp tắt thường niệm tu hành chư ba la mật niệm tăng tắt thường niệm thân cận học như thật hành giả nghĩa là diễn sự chính là niệm biệt tướng tam bảo niệm phật bèn thường nghĩ thân cận cầu nhất thiết trí niệm pháp bèn thường nghĩ tu hành các ba la mật niệm tăng bèn thường nghĩ thân cận học hạnh như thật Đây là nói về sự niệm Sự niệm và lý niệm đều như nhau Trong yếu giải ngẫu Ích Đại Sư đã phân tích rất rõ ràng Bất luận sự niệm hay lý niệm Niệm đến mức chính mình có thể hàng phục phiền não Tuy có giọng niệm Giọng niệm chẳng thể giấy lên hiện hành Cũng tức là giọng niệm chẳng khởi tác dụng có Phật hiệu có thể khống chế vọng niệm Đó là công phu thành phiền Quyết định giảng sanh Nếu có thể niệm đến mức đoạn trừ phiền não Sẽ là sự nhất tâm bất loạn Có thể niệm đến mức phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đó là lý nhất tâm bất loạn Đấy là nói tổng quát Công phu sâu hay cạn có ba mức độ sai khác Đối với hai cách niệm lý và sự Chúng ta học sự niệm thuận tiện hơn Vì sao? Vì từ vô thị đến nay chúng ta chấp tướng Chấp tướng thì tu sự niệm sẽ thuận tiện Niệm Phật bảo trong biệt tưởng tam bảo Là thường mong thân cận Đức Phật Thân cận vị Phật nào? Thân cận A-di-đà Phật A-di-đà Phật là hiện tại Phật Ngài chẳng phải là quá khứ Phật Mà cũng chẳng phải là dị lai Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã là quá khứ Di Lạc Phật là dị lai Phật Vẫn chưa xuất thế A-di-đà Phật là hiện tại Phật Chúng ta phải thường mong thân cận Ngài Thường muốn thấy A-di-đà Phật Chúng ta niệm câu danh hiệu A-di-đà Phật Nhằm mục đích mong đến Tây Phương cực lạc thế giới Thân cận A-di-đà Phật đó là hoàn toàn chánh xác Nhưng ở đây Phải đặc biệt nhắc nhở chư vị đồng tu Quý vị vẫn là thật thà niệm mãi câu Phật hiệu này Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta Thân chuyên lễ A-di-đà Phật Lễ là lễ bái Chúng ta mỗi ngày sáng tối lạy Phật Lạy Phật là một loại vận động hết sức tốt Nên mọi người chẳng cần tập thể thao Tập thái cực quyền Chẳng có ý nghĩa gì hết Lãng phí thời gian Quý vị muốn hoạt động thân thể Thì lấy Phật là được rồi Rèn luyện thân thể như vậy Công phu niệm Phật chẳng gián đoạn Dùng các phương pháp khác Công phu niệm Phật của quý vị bị gián đoạn Lấy Phật thì mỗi ngày lại bao nhiêu Không nhất định Tự mình có thể ấn định Có thời gian thì lạy nhiều Chẳng có thời gian bèn lạy ít Hãy dựa theo hoàn cảnh xuyên hoạt của chính mình để ấn định Người thật sự niệm Phật phải ghi nhớ một nguyên tắc Giảm bớt chuyện Nhiều chuyện không bằng ít chuyện Ít chuyện chẳng bằng không có chuyện gì Những chuyện thuộc bổn phận của chính mình thì phải làm Những chuyện ở ngoài bổn phận của chính mình Thì tốt nhất là đừng nằm niêu Chẳng cần phải bới ra gì Tâm quý vị mới có thể thanh tịnh không có chuyện mà bới diệt ra Đó là chuyện rất khổ Hiện thời bên ngoài đang ráo riết tranh cử Đó là không có chuyện mà cứ bới ra diệt Những chức quan hoặc ủy viên ý Mời tôi làm tôi cũng không làm Vì sao tôi không thích họp hành phiền phức Ăn nói cũng giống như vậy Ngôn ngữ càng đơn giản càng hay Bớt lo bớt nói Niệm Phật cho nhiều tưởng Phật cho nhiều Thì trong một đời này mới có thể tu Tây Phương cực lạc thế giới thành công Do đó miệng chuyên niệm A-di-đà Phật Ý chuyên tưởng A-di-đà Phật Ba loại phương thức này Lấy niệm Phật làm chủ Lấy chấp trị danh hiệu làm chủ Lấy lễ bái và quán tưởng để phụ trợ Vì sao lấy niệm Phật làm chủ? Nếu lấy quán tưởng làm chủ Sẽ dễ bị ma dựa khi quý vị tu hành công phu còn chưa đủ, Lỡ dạng nhất yêu ma quỷ quại biến thành hình tướng Phật cho quý vị thấy. Quý vị trông thấy bèn sang tâm quan hỷ sẽ bị ma dựa. Phải chú ý điều này. Vì vậy, chúng ta lại trì danh làm chủ. Quán tưởng thì sao? Nếu khi trì danh niệm Phật mà còn có dòng niệm, bèn tưởng Phật, tưởng Phật liền gạt bỏ dòng niệm, liền lìa khỏi dòng niệm. Dùng phương pháp này để thay thế dòng niệm Trọn chẳng phải là thời thời khắc khắc Câu Phật hiện tướng cho chúng ta thấy Nếu luôn mong mỏi như vậy Sẽ là phiền phức to lớn Ba năm hay năm năm Quý vị thấy Phật hiện tướng một lần Thì là thủy tướng Là hạo tướng Nếu thường thấy Phật tướng Mỗi ngày đều thấy Mỗi tuần đều thấy Sẽ có chuyện rắc rối to Chắc chắn là ma Chẳng phải là Phật Một tuần thấy hai ba lượt Là khi giảng sanh Khi giảng sanh mà một tuần quý vị thấy Hai ba lượt thì là bình thường Chính quý vị biết mình sắp ra đi Đó là niệm Phật Là nhất tâm Mong thân cận Phật Niệm Pháp tác thường niệm tu hành Chư ba la mật Nghĩa là niệm Pháp thường nghĩ tu hành các ba la mật chư gì phải đặc biệt ghi nhớ đối với các ba la mật cầu a di đà phật trọn đủ viên mãn lục độ dạng hành có cần phải tu pháp nào khác hay không chẳng cần như các hành bố thí trì giới nhẫn nhục ngẫu nhiên gặp dịp bèn tùy phần tùy sức mà hành chẳng gặp dịp bèn chẳng đi tìm chẳng phải là tìm kiếm để làm ví như người niệm phật trong mười hai thời trong tâm phật hiệu chẳng gián đoạn đó là phước báo lớn niệm phật tiêu trừ nghiệp chướng nay chúng ta nói đến chuyện phóng sanh mỗi ngày khởi tâm động niệm ta ra chợ mua thứ này thứ nọ để phóng sanh có phước báo hay không có một chút phước báo nhỏ nhặt bỏ mất đại phước báo chẳng có đại phước báo vì sao niệm phật bị gián đoạn phóng sanh thì phải nên dùng thái độ gì để phóng sanh Tình cờ gặp Chẳng phải là đặc biệt tìm kiếm Đặc biệt tìm kiếm thì sai mất rồi Rốt cuộc là quý vị tu pháp môn phóng sanh Hay tu pháp môn niệm Phật Còn có kẻ tu từ thiện Bố thí Đi khắp nơi kiếm xem Có kẻ đáng thương nào để chúng ta đến giúp đỡ họ Đến khắp nơi nghe ngóng Đi khắp nơi tìm kiếm Đều sai mất rồi đó là quý vị nhất tâm phan duyên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên Đừng phan duyên Hễ gặp thì chúng ta phải tận tâm tận lực làm Giúp đỡ người khác Đó là đúng Đã gặp chẳng thể không làm Ví như quý vị mỗi ngày đi chợ mua thức ăn Gặp cá tôm sống nhăn Đã trồng thấy Nhất định là chúng có thể sống được Chúng ta lập tức mua đem đi phóng sanh Nếu quý vị thấy chúng rất không xong Đem thả chúng Chúng cũng sẽ chết Bèn chẳng cần phải làm chuyện đó Vì thế tu hết thể thiện phước Phải vận dụng trí huệ Chứ nên xử sự theo cảm tình Phải dùng cái tâm thanh tịnh Phải tùy duyên Chứ nên phan duyên Điều này hết sức trọng yếu Tâm tâm niệm 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 A-di-đà Phật là đúng Đó là niệm Pháp Chúng ta nhất định dân theo lời dạy để phụng hành Niệm tăng Nói đơn giản là thân cận thiện tri thức Thiện tri thức đông đảo Người mới học nhất định phải thân cận thiện tri thức Tương ứng với pháp môn chính mình đang tu học Ta tu pháp môn niệm Phật Vì thiện tri thức này cũng tu pháp môn niệm Phật Vậy thì được Ta tu pháp môn niệm Phật vị thiện tri thức kia tham thiện hoặc trì chủ quý vị thân cận vị thiện tri thức đó chẳng có ích gì cho pháp môn quý vị đang tu chẳng có lợi ích gì vì thế nhất định phải thân cận thiện tri thức tu cùng một pháp môn với chính mình đó là niệm tăng chờ cho quý vị đến mức công phu thành phiến đạt được niệm phật tam muội đối với pháp thế gian và xuất thế gian quý vị đều như như bất đồng khi ấy thiện tri thức các tông các phái đều có thể thân cận giống như 53 lần tham học của thiện tài đồng tử như vậy thì được chưa đạt đến trình độ ý thì không được chứ nên tùy tiện đến tham phỏng thiện tri thức mức độ thấp nhất là chính mình đã đạt được niệm phật tam muội thì khi ý mới có thể tùy tiện tham học thời cổ điều kiện tham học trong phật môn là như vậy đó chẳng phải là tùy tiện bạn có năng lực đi tham học hiện thời nói dân chủ tự do phật môn cũng nói chuyện dân chủ tự do hỏng bét vì vậy nhân tài phật pháp bị đoạn mất nguyên nhân gì đâu trò chẳng nghe lời thầy họ muốn nói đến dân chủ tự do chẳng tiếp nhận sự chỉ dạy làm sao có thể thành tựu cho được Pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Nay chúng ta nghĩ lại, Trung Quốc từ xưa tới nay, phương pháp thầy dùng để dạy trò, nói tóm lại đều là pháp khó tin. Người hiện thời chẳng thể tin được. Nhưng phương pháp ấy tạo thành nhân tài, đời nào cũng đều có nhân tài. Nay thì chẳng có cách nào, người trẻ tuổi không thầy mà tự thông hiểu đến khắp nơi học lung tung. Làm sao có thể đạt thành tựu cho được Chẳng thể nào có thành tựu Họ đạt được một ít kiến thức hời hợt bề ngoài Chẳng đạt được trí huệ Trí huệ học từ chỗ nào Trí huệ học từ thiền định Họ chẳng có định Đi khắp nơi đọc lung tung Thấy nhiều nghe lắm Ghi nhớ thật nhiều Tưởng đó là Phật học Phật Pháp Lâm lẫn quá đổi Phật Pháp là pháp giác ngộ Tâm quý vị bất giác lấy đầu ra giác ngộ Tuyệt đối chẳng phải là có thể nắm lấy sự giác ngộ của người khác Coi như của chính mình Chẳng có lẽ ý Nếu có thể làm như vậy Chúng ta còn phải tu hành nữa hay sao Chẳng cần Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Sẽ đem sự tu hành của chính mình Ban cho chúng ta là được rồi Các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm Sẽ thấy Tôn Giả An Nan Thùa ý Có quan niệm sai lầm như thế Tưởng là người khác phải xuyên khổ tu tập Ta chẳng cần Ta là em út của Đức Phật Đức Phật là anh lớn Thương yêu ta nhất Trong tương lai nhất định truyền Phật Pháp cho ta Ta chẳng cần tu tập Đến khi gặp nạn ma đang già nữ mới biết Nguyên lai người khác chẳng có cách nào Ban sự tu tập của họ cho ta Dẫu có mối quan hệ thân thiết đến mấy Cũng chẳng có cách nào Tiền tài có thể tặng cho kẻ khác hưởng thụ Chứ trí huệ và tài nghệ Làm sao ban cho người khác được Chẳng có cách nào Vì thế Những thứ y quả thật là Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Nhất định phải cậy vào chính mình tu tập Tâm quý vị chẳng thanh tịnh Lấy đâu ra trí huệ Đối với kinh luận Chú sớ của Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Quý vị học thuộc lòng cũng có thể dạng đến nội qua trời rơi lạ tả Có phải là trí huệ hay không? Chẳng phải là trí huệ Vì sao? Tâm quý vị chẳng hiểu rõ Quý vị giảng thứ gì cũng chẳng rõ rệt Mỗi câu nói ra đều hay lắm Nhưng tính chúng nghe chẳng thấy có ý gì gì hết Do điều này có thể biết Tâm thanh tịnh trọng yêu dường ấy Cái tâm thanh tịnh như người niệm Phật chúng ta đã nói Được nhà thiên gọi là minh tâm kiến tánh kiến tánh là tâm thanh tịnh tâm chẳng thanh tịnh sẽ chẳng kiến tánh câu phật hiệu là phương pháp để chúng ta tu tâm thanh tịnh dùng phật hiệu để tu tâm thanh tịnh tâm địa có một phần thanh tịnh sẽ tương ứng với phật pháp một phần hai phần thanh tịnh bèn hai phần tương ứng đó mới là thật sự lý giải xem kinh đọc chú giải mới hiểu ý nghĩa kệ khai kinh có câu nguyện giải như lai chân thật nghĩa lời nguyện ý là tâm thanh tịnh thì mới có thể lý giải do điều này có thể biết dung bồi tâm thanh tịnh thì chẳng có phương pháp nào khác chỉ là phải tu tập chuyên nhất ngay cả nho gia cũng nói duy tinh duy nhất tức là họ nói đến sự tin rồng chuyên nhất Phật pháp cũng giống như thế, Kim Di Đà đặc biệt chủ trương nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là quả, nhất tâm bất loạn cũng là nhân, nhân quả đồng thời, nhiệm màu thay. Hy vọng các đồng học phải đặc biệt chú ý điều này. Do vậy có thể biết, mỗi ngày trong 12 thời, chúng ta dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, để niệm một câu A Di Đà Phật, đó là niệm phật niệm pháp niệm tăng tam bảo đều trọn đủ diễn lý tức niệm đồng tướng tam bảo nghĩa là diễn lý chính là niệm đồng tướng tam bảo nói đến tự tánh đồng tướng tam bảo là tự tánh tam bảo cũng là giác chánh tìm Giác chánh tịnh là lý, sự là Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng là sự tướng, là hình tướng bên ngoài. Lý là giác chánh tịnh. Diễn Giác tâm bất khởi, thường trụ đệ nhất nghĩa đế. Bất dị nhị biên sở động, thị di niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nghĩa là diễn giác tâm không khởi thường trụ đệ nhất nghĩa đế không bị dao động bởi nhị biên đó là niệm phật niệm pháp niệm tăng tự tánh giác tự tánh chánh tự tánh tịnh đó là đồng tướng tam bảo diễn Tức thiên thai đại sư Sở dị an tâm bất động Xưng chi di niệm giả Nghĩa là diễn Chính là an tâm bất động Như thiên thai đại sư đã nói Ben gọi là niệm Trong hết thảy cảnh giới Chẳng khởi tâm không động niệm Chẳng phân biệt không chấp trước Đó gọi là niệm đồng tướng tam bảo Tức là lý niệm cái gọi là niệm mà vô niệm vô niệm mà niệm chính là lý niệm vì vậy chúng ta vẫn phải thực hiện từ sự thì hay hơn thực hiện từ biệt tướng sẽ dễ hơn thực hiện từ phương pháp của tiểu giáo sẽ dễ đạt được lợi ích đừng ham cao chuộng xa biết có thuyết này nên chẳng cần phải mong cầu cứ thật thà niệm phật quyết định có thành tựu sớ văn âm vô ích tác đồng thế âm chỉ thủ ngu lạc kim niệm tam bảo chánh minh ít giả tam bảo giả lược hữu tam tướng nhất trụ trì tướng nhị biệt tướng tam đồng tướng khả tồn quỷ cổ danh chi viết bảo nghĩa là sớ nghe tiếng mà chẳng có lợi ích gì thì giống như âm thanh trong thế gian chỉ nhằm thỏa thích nay nói nghe chim hót bèn niệm tam bảo là nói rõ lợi ích do nghe tiếng chim hót tam bảo nói đại lược thì có ba tướng một là trụ trì tướng Hai là biệt tướng Ba là đồng tướng Do đáng tôn quỷ nên gọi là bảo Âm là âm thanh Âm thanh trong tay phương cực lạc thế giới Bất luận là âm thanh do hữu tình hay vô tình phát ra Đều hết sức di diệu, hết sức êm tai Nếu nghe những âm thanh ấy mà chẳng có công đức lợi ích thù thắng thì có khác gì chúng ta nghe âm nhạc Hoặc ca hát trong thế gian Chẳng khác gì Chỉ nhằm giải trí mà thôi Chẳng dính liếu đến chuyện phá mê khai ngộ Chúng ta nói đến lợi ích Thì phá mê khai ngộ Đoạn phiền não Tăng trưởng bồ đề Đó là lợi ích Chẳng đạt được các lợi ích ý Bèn chẳng khác gì âm nhạc của thế gian Kim niệm tam bảo Nghĩa là nay niệm tam bảo Đó là lợi ích Nghe âm thanh do hữu tình và vô tình Trong tay phương cực lạc thế giới phát ra Tự nhiên dấy lên ý niệm niệm tam bảo Đó là lợi ích và công đức của âm thanh ấy Tiếp đó giảng rõ tam bảo là gì Đại sư nói định ba loại Trước tiên là giảng giải chữ trụ trì sau trụ trì tướng giả điêu chú tố hòa danh di phật bảo quan quyển xích trụ danh di pháp bảo tỳ kheo ngũ chúng hòa hợp vô tranh danh di tăng bảo tức thế gian tam bảo giả nghĩa là sau trụ trì tướng Hình tượng Phật điêu khắc, đúc, đắp, vẽ gọi là Phật bảo. Quyển vàng trục đỏ là pháp bảo. Năm chúng tỳ kheo hòa hợp, chẳng tranh chấp là tăng bảo, tức là thế gian tam bảo. Đầu tiên nói về trụ trì tam bảo. Trụ trì chỉ điều gì? Duy trì Phật pháp. Phật pháp có thể lưu truyền trong thế gian thì cần phải nhờ vào thế gian tam bảo để truyền thừa, truyền bá rộng rãi, hoàng dương rực rỡ. Tam bảo khi Đức Phật tại thị, thích ca mâu ni Phật là Phật bảo. Hết thị các kinh do Đức Phật đã nói là pháp bảo. Các đệ tử theo Phật học tập là tăng bảo. Thỏa Phật tại thị trong tam bảo, Phật bảo là bậc nhất. Phật đã tịch diệt trong tam bảo pháp bảo là bậc nhất chẳng phải là phật bảo bậc nhất vì sao chúng ta chỉ thấy tượng phật tượng phật chẳng thể nói chuyện chúng ta có nghi vấn tượng cũng chẳng thể giải đáp nên đối với chúng ta hữu ích nhất là kinh điển kinh điển biến thành đệ nhất bảo xem kinh điển không hiểu phải thỉnh người xuất gia chuyên môn tu học giải thích cho chúng ta nên người xuất gia tức tăng bảo Cũng biến thành hết sức trọng yếu Đó là hiện tượng sau khi Đức Phật diệt độ Chúng ta cần phải biết Ở đây nói điều Chú tố hòa Tức khắc đúc đáp vẽ Là nói đến phương thức tạo tượng Điêu là điêu khắc Tượng Phật bằng gỗ do khắc chạm mà thành Tượng bằng kim loại được đúc Dùng khuôn để chế ra Tượng đắp thì nặng bằng đất Thuộc loại sành sứ Còn có loại tượng Phật được vẽ Bất luận là điều khác Đúc đắp vẽ Đều xem những tượng ý là Phật bảo Mang ý nghĩa kỷ niệm Đức Phật chẳng trụ thế Nhìn hình tượng Phật Giống như thấy Phật Thờ phụng tượng Phật Có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là kỷ niệm. Đức Phật là vị thầy căn bản, vị thầy sáng lập giáo pháp của chúng ta. Này chúng ta đạt được lợi ích do quân tu Phật pháp, ân đức y do Đức Phật ban cho. Vì thị đối với vị thầy căn bản, đối với vị thủy tổ lập giáo, chúng ta niệm niệm chẳng quên. Đó là ý nghĩa thận chung truy diễn uống nước nhớ nguồn. Giống như chúng ta thờ bài vị tổ tiên Có ý nghĩa ấy ý. ý nghĩa thứ hai cũng hết sức trọng yếu Đó là kiến hiền tư tề Nghĩa là thấy người hiền mong được bằng Kinh Đại Thừa nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật từ kiếp lâu xa Lần này do thả chiếc bè từ mà trở lại Nhưng chúng ta thấy hình tượng của Ngài trong một đời cũng là từ phàm phu tu thành phật cũng do cha mẹ sinh ra cũng có sáu năm khổ hạnh ngài nêu gương cho chúng ta thấy thị hiện thành đạo thuyết pháp độ sanh hành động cả đời ngài đều làm khuôn mẫu điển hình cho chúng ta chúng ta học tập noi gương ngài ngài có thể thành phật trong một đời thì chúng ta cũng có thể thành phật trong một đời Vấn đề là có chịu nghiêm túc học tập Có thể nghiêm túc buông xuống hay không Ngài triệt đệ buông phú quý công danh xuống Kẻ khác muốn tranh giành Ngài đã đạt được Chẳng cần đến Ngài là bậc quốc dương tôn quý Người qua thường nói Quý gì thiên tử Phú hữu tứ hải Nghĩa là thiên tử sang quý Giàu có khắp bốn biển ngay từ bỏ phú quý sống bằng cách đi khất thực từng nhà chẳng ở trong hoàng cung mà nghỉ với cội cây giữa trưa ăn một bữa sống cuộc đời như vậy quý vị nghĩ xem chúng ta có thể học theo hay không học chẳng nổi này chúng ta muốn học đức phật dạy chúng ta buông xuống bất quá là buông xuống một phần trăm hoặc một hai phần ngàn mà thôi Chẳng triệt để buông xuống giống như Ngài Chẳng có mảy may tham luyện Pháp thế gian Và xuất thế gian Tâm Ngài thanh tình lắm Nay chúng ta nói buông xuống Nhưng bố thí thì luôn giữ lại cho mình một chút Chẳng bỏ sạch sành sanh giống như Ngài Vì thế Ngài có thể thành Phật trong một đời Chúng ta chẳng thể thành Phật trong một đời Nguyên nhân là ở chỗ này Đức Phật Thật sự biểu diễn cho chúng ta thấy Đó là đại từ đại bi chân chánh Bất luận kẻ nào Nếu hoàn toàn học tập Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng thể nào không thành Phật trong một đời này Thành Phật ha, Phải mất ba đại A Tăng Kỳ Kiếp Chẳng cần thiết Chúng ta phát tinh Nhưng chẳng làm trọn vẹn Tiến tiến lùi lùi Nên mới phải cần ba đại A Tăng Kỳ Kiếp vì thị tượng Phật dũng có cần được ý Thấy tượng Phật sẽ nghĩ Phải học theo Ngài Hãy thấu suốt buông xuống Phải học theo Ngài Có tâm tự tím dường ý Chẳng hề sợ hãi như vậy Ngài buông xuống chẳng sợ hãi Cứ sau này chúng ta chẳng buông xuống được Do sợ hãi Sợ ngày mai chẳng có cơm ăn Ngày mai chẳng có quần áo mặc Sợ những chuyện ịt Ngài không sợ thấy đều bỏ sạch Đó là đại vô ủy Vì vậy thờ tượng Phật có hai ý nghĩa ý Các đồng tu học Phật thật sự học Phật Quyết định trở nên coi tượng Phật như tượng thần Nếu coi như tượng thần thì sai mất rồi Tượng thần là gì? Coi Phật như thần minh Nghĩ Ngài sẽ có thể phù hộ quý vị Chẳng có chuyện đó Chư vị nhất định phải biết ý nghĩa chân chánh Của việc thờ phụng hình tượng Phật Bồ Tát Chứ nên coi các ngài giống như thần minh Coi các ngài như thần minh tức là mê tín Phật Pháp bài trừ mê tín Phá mê khai ngộ Pháp bảo là nói tới quyển vàng trục đỏ Liên trì đại sư sanh vào cuối đời minh Trong thời đại ý kinh sách đóng thành từng tập rất hiếm, đại đa số vẫn là in thành một cuộn giấy dài, giống như các bức tranh được bồi hiện thời. Do cuộn lại nên gọi là quyển. Kinh Phật từ lối in theo kiểu trục cuốn trở thành in theo kiểu đóng thành tập là do Hám Sơn đại sư đề xướng. Hám Sơn đại sư cũng là người sống vào đời Minh, bốn vị đại sư cuối đời Minh là Hám Sơn tự bách liên trì và ngậu ích trong bốn vị đại sư ngài ngậu ích trẻ tuổi nhất sách chia thành trang đóng thành tập cho đến hiện thời chỉ có lịch sử hơn 500 năm trước đây đều dùng lối trục cuốn ở đây gọi là hoàng quyển lối in thành từng tập gọi là phương sách và nó duồng vắng gồm từng tập một xích trục trục là trục bằng gỗ gắn ở hai đầu một cuộn thư quả. hoàng quyển xích trục chỉ kinh điển kinh quyển là pháp bảo tỳ kheo ngủ chúng chỉ người xuất gia người xuất gia nam chúng có hai loại một là đã thọ tỳ kheo giới được gọi là tỳ kheo giới chúng loại kia còn chưa thọ giới tỳ kheo là sa di chúng nữ chúng có tỳ kheo ni, sa di ni và học pháp nữ còn gọi là thức xoa mana gọi gộp chung là ngũ chúng. Quan trọng nhất là cầu kệ đoạt hòa hợp vô tranh thì mới gọi là chúng. Chúng là đoàn thể chẳng phải là cá nhân. Từ bốn người trở lên ở cùng một chỗ cùng tu tuân thủ lục hòa kính thì mới có thể gọi là chúng. Chúng dịch sang tiếng Hán là tăng đoàn Tức là một đoàn thể của những người xuất gia Nếu người ở chung giấu nhiều đến mấy Mà chẳng tuân thủ lục hòa kiểm Sẽ chẳng thể gọi là tăng đoàn Do đó điều kiện cơ bản của tăng đoàn Là phải tuân thủ lục hòa kiểm Dùng tiêu chuẩn này để xét Tôi học Phật suốt 38 năm Đến rất nhiều nơi Chưa thấy một tăng đoàn nào Vì vậy trong lòng rất khó chịu Bản thân chúng tôi có ý muốn thành lập một tăng đoàn Có thể hay không? Chẳng thể Quá khó Cổ nhân nói Ba người đồng tâm sắc bén cắt đứt vàng Thật sự thấu hiểu chẳng dễ dàng Có thể tìm được bốn người có kiến giải Chỉ thú hoàn toàn giống nhau Tức là sáu điều kiện ấy Thấy đều làm được Hết sức khó khăn Sáu điều kiện y khó khăn nhất Thứ nhất là kiến hòa đồng giải Tức là kiến giải hoàn toàn giống nhau Đó là căn bản to lớn của sự hòa hợp Người y có thể thực sự chung sống hòa thuận Giao thời cổ tại Trung Quốc Mỗi tự miếu đạo tràng Đều có giải hạnh đặc sắc Chẳng rối loạn Xét theo lý luận Trong các kinh Họ chỉ chọn ra vài bộ trong hạnh môn chuyên tu một pháp môn người trong ngôi chùa miễu ỷ bất luận là bao nhiêu kiến giải đều hoàn toàn giống nhau ví như trong pháp môn tịnh độ kinh điển đệ y cử là tam kinh nhất luận trong niên hiệu hàm phong đời thanh cư sĩ Ngụy nguyên lại thêm vào phổ hiền hạnh nguyện phẩm đầu thời dân quốc ấn quan đại sư lại thêm vào đại thế chí bồ tát niệm phật diên thông chương biến thành tịnh độ ngũ kinh. Các kinh điển đó là căn cứ lý luận của chúng ta. Xét theo phương pháp tu học, thống nhất dùng một phương pháp trì danh niệm Phật. Mọi người đều có kiến giải, cách nhìn và cách nghĩ giống nhau, chí đồng đạo hợp, cùng nhau tu hành. Đó là căn bản của sự hòa hợp. Một điều khác khó khăn nhất Chẳng dễ dàng Là lợi hòa đồng quân Quý vị thật sự triệt đệ Buồn tiếng tâm lợi dưỡng Ngũ dục lục trần xuống Hết thể cúng dường đều sung vào công quỷ Tự nhân quyết định Chẳng có một đồng tài sản nào Mười phương cúng dường Bất luận là cúng dường cho đại chúng Hoặc cúng dường cá nhân Đều quy về thường trụ Thường trụ chọn ra một người quản lý Phân phủi những tài vật ấy. Người quản lý mỗi năm thay đổi một lần Mỗi người đều có cơ hội vì đại chúng phục vụ Vô cùng công bằng Nhiệm kỳ một năm Đoàn thể bất luận bao nhiêu người Hãy mỗi người tự mình có tài sản riêng Sự hòa hợp trong tăng đoàn liền bị phá hoại Chứ gì phải biết Chỗ nào có thể có tăng đoàn xuất hiện Nơi ấy còn được chư Phật hộ niệm Long thiên ủng hộ Sẽ không gặp tai nạn mọi người có phước rất đáng tiếc hiện nay một tăng đoàn cũng chẳng có hiện thời thành phố đài bắc có rất nhiều đạo tràng lớn nhỏ hết sức nhiều đạo tràng có hai người trụ mà mỗi người đều có tài sản riêng mỗi người đều có tiền bạc riêng không được rồi có của cải riêng vì thế trong xã hội hiện tại chẳng tìm thấy tăng đoàn đây là một chuyện hết sức đau lòng Kế đó là giới hòa đồng tu Tức là dân dự phép tắc Sinh hoạt trong đoàn thể nhất định phải có quy luật Sinh hoạt làm việc Nghỉ ngơi phải định ra một quy củ Quy củ ấy do mọi người cùng ước định Thiểu số phục tùng đa số Quy củ ấy cũng có thể tu chỉnh Trong khi nhóm họp sẽ đề ra tu chỉnh Các quy định tu chỉnh đã được thông qua Ai này đều phải tuân thủ giới hòa đồng tu là giữ quy củ dự phép tắc, đương nhiên phải tuân thủ giới điều của phật. Giới điều cơ bản là ngũ giới thập giới. Nếu đúng là tan đoàn thì mức độ thấp nhất là dân giữ sa di thập giới. Trong sa di thập giới có một điều, trên tay chẳng thể có tài vật. Nếu trên thân có tiền bạc giới y đã bị phá rồi. Trong xã hội hiện thời có thể giữ cho trên thân chẳng có tiền hay không? Có thể làm được, chẳng phải là không thể làm được. Khi tôi ra khỏi cửa phải đi xe, bèn hướng về thường trụ tạm thời xin chút tiền xe. Khi trở về còn lại bao nhiêu đều trả lại thường trụ. Đó là đúng. Vì thế, tăng đoàn thật sự bồi dưỡng điều gì? Thân tâm thanh tịnh Vậy quý vị thật sự buồn xuống Tâm thanh tịnh chẳng có vọng niệm Tâm đặt nơi đạo Đạo nghiệp dễ dàng thành tựu Mọi người ở chung cùng tu Rèn giữa lẫn nhau Thân cùng ở Miệng chẳng tranh cãi Cùng vui vẻ Chia sẻ ý kiến Pháp hỷ sung mãn Diễn Luật trung Ngũ nhân Dĩ thượng đồng nhất yết ma hòa hợp vô tranh như thủy nhũ hợp danh hòa hợp chung. Nghĩa là diễn trong luật từ năm người trở lên cùng nhau yết ma hòa hợp chẳng tranh cãi như nước hòa hợp cùng sữa nên gọi là hòa hợp chung. Luật chung ngũ nhân Dĩ thượng giới luật nói là từ bốn người trở lên tối thiểu là bốn người đồng nhất yết ma yết ma là tiếng phạn dịch sang ngôn ngữ hiện thời sẽ là nhóm họp ra nghị quyết khai hội ra nghị quyết ai nấy đều phục tùng những điều đã được quyết định thì gọi là đồng nhất yết ma mọi người đều cùng tham gia hội nghị nay ta nói là dân chủ chẳng có bất luận kẻ nào có quyền lực độc tài chuyện lớn hay nhỏ đều do hội nghị quyết định hòa hợp vô tranh như thủy nhũ hợp danh hòa hợp chúng nghĩa là hòa hợp chẳng tranh cãi như nước hòa lẫn với sữa gọi là hòa hợp chúng hòa hợp chúng gọi là tăng đoàn trong kinh điển dịch thành chúng chúng là hòa hợp chúng là đoàn thể đoạn này giảng về chủ trì tam bảo lại xem đoạn thứ hai sau biệt tướng giả lược hữu tam nghĩa nghĩa là sau biệt tướng nói đại lược thì có ba nghĩa biệt tướng tam bảo biệt là sai biệt sai biệt ở chỗ nào sau nhất giả tam bảo từ biệt nhị giả tam bảo đại tiểu thừa biệt tam giả tam bảo danh tướng các biệt quá kỳ đại ý tắc thường thân tôn đặc thị hiện bất đồng danh di phật bảo giáo hành lý quả di môn bất đồng danh di pháp bảo tam hiền thập thánh tứ quả tứ hướng duyên giác độc giác giai vị bất đồng danh di tăng bảo tức xuất thế gian tam bảo giả nghĩa là sau một là tam bảo tự biệt hai là tam bảo đại thừa và tiểu thừa khác biệt ba là tam bảo danh và tướng mỗi ngôi mỗi khác biệt nói tổng quá thân thường hằng tôn quý đặc biệt thể hiện khác nhau bèn gọi là phật bảo giáo hành lý quả là các môn khác nhau bèn gọi là pháp bảo tam hiền thập thánh tứ quả tứ hướng duyên giác độc giác địa vị khác nhau bèn gọi là tăng bảo đó chính là xuất thế gian tam bảo do điều này có thể biết chỗ khác biệt lớn nhất giữa biệt tướng và trụ trì Trụ trì tam bảo trong thế gian, biệt tướng tam bảo là suốt thế gian. Các thánh nhân đại tiểu thừa hiện thời tối thiểu cũng là từ sơ quả trong tiểu thừa trở lên. Tam bảo tự biệt, Phật chẳng phải là Pháp, Pháp cũng chẳng phải là Tăng. Phật, Pháp, Tăng đều có giới hạn, đều khác biệt, đó là tam bảo tự biệt tam bảo đại tiểu thừa biệt. Tam bảo có đại thừa và tiểu thừa khác nhau. Diễn. Tiểu thừa tắc trượng lục ức thân. Tứ a hàm kinh, tứ quả, tứ hướng, di tam bảo. Nghĩa là diễn. Tiểu thừa thì ứng thân một trượng sáu. Bốn bộ kinh a hàm tứ quả tứ hướng là tam bảo trưởng lục ức thân là phật bảo thuở thích ca mâu ni phật xuất hiện trên thế gian thị hiện kim thân cao một trượng sáu thước tứ a hàm kinh là pháp bảo đức phật dạng tứ a hàm cho hàng tiểu thừa tức là kinh luật luận tiểu thừa cũng gồm có tam tạng tứ quả tứ hướng là tăng bảo tu học tiểu thừa có tám tầng cấp sơ quả hướng sơ quả nhị quả hướng nhị quả tam quả hướng tam quả tứ quả hướng tứ quả di tam bảo những thứ y được gọi là tiểu thừa tam bảo diễn đại thừa tác viên mạng báo thân đại thừa phương đẳng tam hiền thập thánh di tam bảo nghĩa là diễn đại thừa thì viên Mãn báo thân đại thừa phương đẳng tam hiền thập thánh là tam bảo viên Mãn báo thân là phật bảo tỳ lô giá na như lai được nói trong kinh hoa nghiêm và tây phương cực lạc thị giới a di đà như lai đều là viên Mãn báo thân Kinh vậy Phật có vô lượng tướng Mỗi tướng có vô lượng hảo Không chỉ là 32 tướng Và 80 thứ hảo Đại thừa phương đẳng là Pháp Bảo Tức hết thảy các kinh điển do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng Phương đẳng, bát nhã, pháp hoa, niết bàn cùng với hoa nghiêm Được giảng thuở đầu đều là Pháp Bảo Tam hiền thập thánh là tăng bảo, Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ba mươi địa vị Thập thánh là địa thượng Bồ Tát. Từ sơ địa đến thập địa. Đó là đại thừa Tam Bảo. Tam Bảo danh và tướng. Mỗi ngôi đều khác biệt. Diễn Phật hữu tam thân tứ giáo Lục tức thập nghĩa đẳng Nghĩa là diễn Phật có ba thân, bốn giáo, sáu tức, mười nghĩa, dân dân Tam thân là Pháp thân Phật, Báo thân Phật, Ứng thân Phật Tứ giáo là như Tông Thiên Thai đã nói Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật, Duyên giáo Phật Lục tức cũng do Tông Thiên Thai giảng Chính là Lý tức Phật, Danh tự tức Phật, Quán hạnh tức Phật Tương tự tức Phật, Phần chứng tức Phật cứu cánh tức Phật. Chỉ riêng Phật mà cũng đã có nhiều chủng loại như thế, mỗi thứ mỗi khác. Ngoài tứ giáo, lục tức còn có mười ý nghĩa. Pháp có giáo Pháp, lý Pháp, hành Pháp, quả Pháp. Giáo Pháp nay được gọi là kinh điển, là sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có giảng đạo lý, có phương pháp tu hành, có lý luận, Quý vị chia nhỏ ra Thì trong pháp bảo có bốn loại ý Nhưng cả bốn loại đều chẳng rời khỏi giáo Phải dùng giáo để hiển thị bốn loại ý Trong tăng bảo có phàm phu tăng Những vị chưa chứng quả đều là phàm phu Chứng đắc sơ quả trở lên là thánh nhân Nói theo đại thừa Phải là từ tam hiền trở lên Mới được gọi là thánh hiền tăng Mà cũng là từ sơ trụ trong biệt giáo trở lên từ sơ trụ của biệt giáo trợ xuống vẫn là phàm phu tăng đây là loại biệt tướng có nhiều điểm sai biệt như thế đều là nói theo sự tướng hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam mô A Di Đà Phật